Ở tập trước, nàng Út tủi thân ra giường khóc thì được một chú bướm thần tiên Điệp Nhi đến kể rằng khi xưa nàng Út là tiên trên trời bị đày xuống trần làm người. Ngay lúc đó, tam hoàng tử bị thương ngã ra đất trước sự ngỡ ngàng của nàng Út và Điệp Nhi. Còn công chúa Cẩm Tú ở cung điện phát hiện ra manh mối về tam hoàng tử. Bọn thích khách chỉ đuổi đánh hoàng tử bị thương nhẹ rồi bỏ lại trong rừng. Nghe bọn chúng nói chuyện, hình như có người không muốn tam hoàng tử đến buổi kén vợ ngày mai. Hay ho thật. Có kẻ muốn làm bẻ mặt nhà vua, gây xích mích trong các sứ thần, châm ngòi chiến tranh sao? Hay là... Chiến tranh sao thưa công chúa? Không, cũng có thể là hạ uy tín của tam hoàng tử, gạt anh ta ra khỏi danh sách thừa kế. Vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa thưa công chúa? Nếu anh ta không thể làm vua thì chúng ta liên minh có ích gì? Với các tiểu quốc thì đúng là vậy, với chúng ta thì không cần. Chỉ cần lấy tam hoàng tử, đất nước này sẽ sớm thuộc về đại quốc chúng ta. Thần hiểu rồi, thần sẽ đi tìm hoàng tử về đây ngay. Chưa cần đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, đợi mai sẽ định liệu.